Hello, chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị trở lại với kênh Việt Mỹ. Và đây là chương trình trở lại về tâm tình và hỏi đáp y khoa cùng với giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Nói chung xin được gửi lời chào đến giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Chào Rachel, kính chào quý khán giả. Dạ, rồi bây giờ thì chúng tôi vào cái câu hỏi đầu tiên của vị khán giả tên là Trang Phạm. Cảm ơn bác sĩ Liêm và chương trình đã chia sẻ kiến thức y khoa rất hữu ích cho cộng đồng. Xin hỏi bác sĩ Liêm là tôi là nam, 60 tuổi, buổi sáng sau khi thức dậy nước miếng chảy ra nhiều. Tôi có tiền sử bị huyết áp cao như vậy, tôi có bất thường không ạ? Thanks a lot. Cảm ơn nhiều. Thường thường sau khi thức dậy thì đáng lẽ nước miếng không chảy ra nhiều chứ. Nhưng mà nếu mà ông đánh răng thì sẽ chảy nước miếng, có vậy thôi. Thì ngoài ra tôi không thấy có chứng bệnh gì cả. Nhưng mà trong tình trạng người này là bị chảy ra nhiều thì sao? Chắc tại vì ông uống nước nước bọt xuống hay là tại vì ông đói bụng. Đói bụng cũng làm người ta chảy nước bọt, thèm ăn. Nhưng mà ông đang uống thuốc gì, tiền sử huyết áp cao, nhưng mà ông có uống thuốc gì không? Có một vài loại thuốc nó cũng làm nước bọt nó ra, nhưng mà thường thường là tại vì đói bụng. Chảy nước miếng nhiều thì đi ăn coi nó bớt chảy nước miếng không? Khi nào mà mình thấy người ta ăn cái gì ngon thì mình chảy nước bọt, đó thấy không? Tại vì chỉ là muốn ăn thôi. Ồ, vậy là Việt Nam của mình có cái câu là trời nhìn ngon chảy nước miếng hay là nhìn thèm chảy nước miếng là đúng đúng không ạ? Đúng rồi, người Nam còn nói là chảy nước miếng cục. Ồ, cái đó chưa nghe. Tại sao chứ không hiểu, ở Việt Nam nhiều. Hồi xưa ở Việt Nam ấy, mày làm tao thèm chảy nước miếng cục luôn. Là nhìn là thèm quá sức rồi chảy ra nước miếng cục luôn. Từng cục, cục. Ok. Cái người Bắc thì nói là thèm nhỏ dãi. Đúng rồi, thèm nhỏ dãi. Cái đó nghe hơi ghê, nhỏ dãi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Nguyễn Viết Thanh. Nguyễn Việt Thanh: chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Tôi Thành, năm nay 58 tuổi, đang điều trị tiểu đường. Bác sĩ cho tôi uống một viên telmisartan 40mg sáng, một viên rosuvastatin 20mg và một viên Genomet 50mg, 1000mg buổi chiều. Vừa rồi tôi thử đường, kết quả 35mg. Tôi thấy lo lắng quá, tại sao đường thấp thế? Trong lúc đó cũng đơn này tôi uống trước đây thì đường từ 80 đến 120. Xin bác sĩ Liêm cho ý kiến giùm. Cảm ơn bác sĩ và cô MC. Rất mong sớm có ý kiến phản hồi cho người tên Thành. Hello người tên Thành. Genomet là cái thuốc tổng cộng hai thứ thuốc, Genovia và Metformin. Có thể là ông không cần uống Genomet ở cái liều như vậy, có thể là giảm Genomet xuống, thay vì 50 1000 giảm xuống còn 25 1000, tức là 25 Genovia và 1000 mg của Metformin, có thể vậy thôi. Nhưng mà cũng có thể là ông thử sai, tại vì nhiều khi người ta thử mà cái máy nó đọc sai hay là ông thử sai, là thành ra cái khi mà ông đường 35 đó, ông có triệu chứng gì không, có bị run tay chóng mặt, toát mồ hôi lạnh không? Nếu mà có như vậy thì quả thật là ông bị đường thấp thì mới là lo lắng và sửa thuốc. Nhưng mà có thể là tại vì lúc đó ông thử đường sai, để thử lại xem. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Tại vì những người này họ thử ở nhà, không phải lúc nào cũng đúng cả. Dạ, dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Khoa Nguyễn. Bác sĩ ơi, bà ngoại con 86 tuổi, bà bị mệt với trong mặt bất cứ nào. Ủa, cái này nói rồi. Cái này nói rồi. Qua. À, đúng rồi. Đúng rồi. Nói rồi. Nhưng mà nói thật với Rachel, nhiều khi tôi nghe mấy cái ơi à này tôi thích lắm, tại vì vợ tôi Mỹ. Không có ơi à, con móc xì gì cả. Tôi nhớ mấy cái ơi à này. Vậy bác sĩ ơi, vợ bác sĩ kêu bác sĩ như thế nào ạ? Vợ tôi kêu tôi honey này, honey kia, nhưng mà Giống như là cái gì hay honey hay là hay sweetheart, đúng không? Là sweetie này, sweetie kia. À vậy hay sweetie á hả? À, sweetie. À, nhưng okay. Nhưng mà đâu có ơi với à, tại nó lâu lâu cũng nhớ mấy cái ơi với à. Chết rồi, sau cái video này là mỗi cái bình luận cứ bác sĩ ơi, bác sĩ à. I don't mind. You don't mind, ok. Dạ rồi, ổ câu, ok. Người này tên là Janet Lu. Xin chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Xin hỏi
Bác sĩ gia đình của tôi cho tôi uống một tuần một viên D2 125mg 50.000 unit và không cần uống D3. Vậy D2 và D3 giống nhau? Xin bác sĩ giải thích. Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. D2 là tiền kiếp của D3. D3 là active hơn. D2 phải trở thành D3 thì mới thành active. Uống D2 cũng được nhưng mà không tốt bằng uống D3, có vậy thôi. D2 là tiền sử của D3. Vậy trên thị trường họ còn bán D2 không? Còn. Thành ra ông bác sĩ này, ông cho cái bệnh nhân này uống D2 50.000 unit một tuần một lần thì cũng hơi cao, nhưng mà cũng không cao lắm, không cao đến độ mà có thể gây ra độc hại. Nhưng mà phải theo dõi thử máu. Nếu mà uống 50.000 unit mỗi tuần, có lẽ là ông cho bắt đầu như vậy, rồi về sau khi cái thử máu thấy lên đủ rồi thì ông giảm xuống. Đó vậy thôi. Nhưng mà D2 hay D3 thì cũng là tốt. D3 thì nó tốt hơn cái D2. Đó vậy thôi. Đi Cadillac hay là đi Chevrolet thì cũng tới đích. Nhưng mà Cadillac có nhiều tiện nghi hơn. Dạ rồi. Cái này là giống như là phone mỗi lần nó ra cái đời mới nó update hơn tí xíu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đừng có lo. Dạ, có bác sĩ theo dõi thì là an toàn. Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Liên Nguyễn. Bác sĩ, chồng con đi khám bị chai gan một phần nhỏ, nhưng bác sĩ không cho uống thuốc gì cả, mà con lo quá, nhờ bác sĩ Liêm tư vấn giúp cho con. Con cảm ơn bác sĩ Liêm và cô Rachel xinh đẹp nhiều. Trước hết phải biết chai gan vì lý do gì. Chai gan vì uống rượu, hay là chai gan vì bệnh sốt rét mãn tính, hay là chai gan vì bị gan nhiễm mỡ, thì cái đó nó khác nhau. Khi đã bị chai gan rồi, chỉ theo dõi và xem có cần chữa giải phẫu hay là thay gan hay không. Bây giờ gan nhiễm mỡ mà bắt đầu bị chai thì ở bên Mỹ FDA họ cũng mới chấp thuận một cái thuốc mới cách đây chừng 2 tháng. Không biết vị khán giả này ở đâu, nhưng mà nếu ở Mỹ thì bác sĩ có thể chữa. Nếu mà vì chai gan do gan nhiễm mỡ. Nhưng mà chai gan có nhiều lý do. Có thể chai gan vì uống rượu. Mà nếu mà chai gan uống rượu thì đã chưa uống rượu chưa? Đã ngưng uống rượu chưa? Còn chai gan mà vì bệnh sốt rét mãn tính thì đã chữa bệnh sốt rét dứt hết chưa? Nếu mà chai gan vì gan nhiễm mỡ mà mới bắt đầu một phần nhỏ thì hiện nay ở Mỹ họ đã có một cái thuốc chữa. Cho Rachel hỏi cái câu này nó hơi bên lề tí xíu nhưng mà cũng liên quan đến là FDA chấp thuận thuốc. Tại vì giống những video trước, với chủ có nhắc đến mỗi lần mà thuốc nào mà nó chấp thuận là stock nó lên rất là cao. Thì không biết là có cái website nào để cho mọi người, thí dụ như người nào thích nghiên cứu hay theo dõi là cái loại thuốc nào đang ở trong cái progress mà FDA đang kiểm soát hay là đang check không à? Để mình biết là nó có chấp thuận hay là không chấp thuận thì cái đó sau. Nhưng mà cái nào nó đang nằm trong cái list đó thì có website nào không? Những cái hãng đầu tư brokerage nó có những cái chi nhánh. Mà nếu mà mình muốn mua stock vào cái đó thì vào đó họ có đủ tài liệu cho mình nghiên cứu. Dạ. Ví dụ như hãng đầu tư Goldman Sachs, ví dụ vậy thôi. Vào cái pharmaceutical, pending FDA, rồi application nó sẽ có. Tùy theo cái số tiền mình bỏ vào, nó có thể cho mình cái gọi là executive summary. Nó gửi đó cho mình đọc. Tôi tránh mấy cái vụ đó lắm tại vì nó làm thay đổi cái cách suy nghĩ của tôi. Dạ, dạ. Thì là nếu như người thường mà giống như là thích về đầu tư, cái industry đó, đầu tư về cái bên thuốc men thì đi tìm cái nào mà đó pharmacy quyền tự do, progress. Dạ. Có nghĩa là mình lên Google thì nó vẫn show up những cái đó, rồi nó lead mình đến những cái website để mình học hỏi và mình tìm hiểu thêm. Đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Thinh Nguyễn. Kính chào bác sĩ Liêm và cô Rachel. Xin bác sĩ cho những lời khuyên cho người mới bị đặt 3 stents. Vì các bạn hữu thương mến, người thì khuyên cái này, người thì báo cái kia, làm cho chúng tôi hoang mang và lo lắng lắm. Thí dụ là có thể bị lại anytime hay là sẽ bị trụy tim vân vân. Chồng của tôi 72 tuổi, hút thuốc cao mỡ và cái số là như thế này. Còn tiểu đường A1C là 6,8.
đang điều trị nhiều năm nay, mới đây bị một cơn đau ngực dữ dội và bác sĩ đã đặt 3 stents. Nhưng thuốc đang uống bây giờ là Brilinta 90mg trên 2 viên một ngày, Metoprolol 25mg 2 lần trong ngày. Hai loại này bác sĩ nói uống trong một năm. Còn đây là những thuốc thông thường là Metformin 500mg một ngày, Atorvastatin 80mg. Thuốc này hồi trước uống 20mg mỗi ngày, nhưng sau khi đặt stents, bác sĩ tăng lên 80. Mỗi ngày đo máu thì trung bình là 109, 60, 59. Đã bỏ thuốc lá, xin bác sĩ hướng dẫn chỉ bảo những điều phải làm, vì tôi thấy tinh thần của chồng tôi cũng bị dao động lắm. Xin cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. Không có người còn nói là không được đi máy bay nữa, có phải không bác sĩ? Kính chào bác sĩ và cô Rachel. Người ta đang lo lắng tại bà này bị anxiety, ông chồng cũng bị anxiety, mà có lẽ bị depression, trầm cảm chút. Cái đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà người này khuyên cái này, người kia nói cái kia, mà còn nói tầm bậy bạ về chuyện không được đi máy bay rồi này kia, làm người ta càng lo thêm. Ông này có bệnh tim khá nặng, tại vì ông tiểu đường loại 2, ông uống thuốc đúng, bác sĩ chữa trị ông đúng, đặt stent, thì hy vọng là ông sẽ ok. Huyết ông trung bình bình thường, ông đã bỏ hút thuốc lá rồi, cái số triglyceride của ông cao, chiếu lại cái slide đầu, triglyceride nó tới 286, cái đó là hơi cao, thành ra ông phải ăn cử đường, đường ngọt, tất cả đường ngọt, đừng có ăn đường ngọt, nhất là đường sucrose hay là đường fructose, đừng có ăn, tại vì cái triglyceride đó nó đến từ thực phẩm, nó đến từ đường ngọt, fructose và sucrose, phải ăn kiêng cử nhiều hơn. Dạ, cho nên người này phải hạn chế ăn trái cây, không được ăn trái cây luôn. Ăn trái cây ít thôi, tại vì cũng cần cái fiber với cái vitamin, nhưng mà ăn ít thôi, đừng có ăn nhiều. Dạ. Nếu mà người này ăn trái cây mà họ nhai, họ nhả cái nước ra rồi họ nuốt cái cái không thì được không? Không, nếu vậy nó lố bịch quá. Tại vì giờ không ăn được nhưng mà cần cái fiber. Cần vitamin, ăn trái cây được, tức là cái chất ngọt duy nhất mà ông có thể dùng là ăn trái cây thiên nhiên, mà ăn ít thôi. Ăn ít thì thí dụ như mít thì ăn 2 muối thôi, đừng có ăn 6 muối. Ví dụ vậy, nho thì ăn 4 trái thôi, đừng ăn 1 chùm. Giống như là hạn chế nhất có thể, nhưng mà cần vẫn phải ăn ít. Rồi, ăn nhiều protein, rồi tập thể dục. Rồi uống thuốc như bác sĩ cho tôi, với đừng nghe bạn bè nói tầm bậy bạ về chuyện đi máy bay rồi này kia. Tôi có nhiều ông bạn có stent đã 20 mấy năm rồi vẫn còn tốt, không sao đó. Dạ. Trong nhiều cái chương trình bác sĩ Liêm cũng có nói là có nhiều người á, người ta thích dụ khỉ, có nghĩa là người ta thích ngồi viết rồi xong mà chia sẻ chuyện tay với nhau. Mấy người bệnh có bệnh tâm thần. Dạ, rồi xong rồi từ 1 nó chuyển ra 10, 10 chuyển ra 100, cho nên là thôi cố gắng nghe lời bác sĩ khuyên thôi, còn đừng nghe người này người kia, giống như lời này thành ra là bị hoang mang. Đúng rồi, vị khán giả này chồng của bà bị bệnh rất nặng, xém chết, mà nhờ bác sĩ tận tâm cứu chữa, cho nên bây giờ vẫn còn sống và dùng những cái thuốc rất là tốt cho sức khỏe của chồng bà, với cái stent, với cái thuốc tốt và ông theo dõi, bác sĩ theo dõi thì chồng bà sẽ ok. Đừng có lo lắng thái quá và đừng có nghe người ta nói vào nói ra. Dạ. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Yến Hoàng. Không cần phải cắt tử cung, tôi cũng bị và được bác sĩ tại Hoa Kỳ truyền thuốc vào động mạch của cục u xơ làm chết cục u và tự nó đẩy ra theo đường kinh. Được về ngay trong ngày đó à, từ lúc được làm phương pháp này, tôi thấy không phải cắt bỏ tử cung nên rất khỏe, đi làm 6 ngày một tuần đó. Ủa tại sao bác sĩ Liêm chọn câu này? Đúng, tại vì bây giờ họ có cái khoa gọi là Interventional Radiology, tức là cái ông bác sĩ về quang tuyến mà gọi là Interventional. Thì những cái ông bác sĩ này hay là những bác sĩ phụ khoa mà giỏi về cái Interventional Radiology, họ có thể bỏ một catheter, cái ống vào trong cái cục u xơ đó và bơm một cái chất để làm một cái cục máu nó đông lại ở đó. Sau khi cục máu nó đông, cái động mạch
thì cục u xơ đó không có cái máu để mà nuôi dưỡng, để mà lớn nữa, thì nó bị tự tiêu hủy rồi nó đi ra. Thành ra không cần phải làm mổ, không cần phải mổ. Yeah. Tức là bà này bà viết về một vị khán giả nào đó nói tôi bị u xơ tử cung rồi này kia đó. Dạ, dạ. À nhớ rồi, có người hỏi về cái đó xong rồi tại sao bác sĩ không có mổ mà chỉ vô trong ngày rồi cho về, không cho thuốc gì hết đó đúng không? Đúng rồi. Rồi người này chia sẻ lại. Cái này là làm một cái ambulus, một cái cục máu đông ở ngay cái động mạch mà nuôi dưỡng cái cục u đó, thì cục u đó sẽ chết, sẽ tiêu hủy, tự tiêu hủy. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Michelle Trần. Chào bác sĩ và Rachel. Bác sĩ ơi, khi con mua multivitamin 50 plus thì lại có calcium carbonate, vậy có nên dùng không? Cảm ơn bác sĩ và Rachel và gửi tim. Cái calcium carbonate ở trong đó cái liều không có cao, thành nó dùng được, đừng có lo. Dạ. Yeah. Cái liều cao là bao nhiêu mà được là bao nhiêu, bác sĩ Liêm nhắc lại con số được không? Liều cao là vào khoảng trên 1.000 mg mỗi ngày. Ví dụ như 2.000 mg, 3.000 mg là cao. Dạ. Yeah. Còn thấp hơn là ok. Thấp hơn là ok. Dạ, yeah, dạ yeah, rồi. Câu hỏi kế tiếp của người tên là TV. Chào bác sĩ và cô MC, cho tôi xin hỏi, tôi năm nay 53 tuổi, bị bú trong tử cung gọi là cyst gì đó, không lớn lắm, để mổ, bác sĩ gia đình theo dõi cứ siêu âm hàng năm để coi thử có lớn hay không, nhưng không lớn lắm. Tôi nghe nói là Fukudon Taka của Nhật uống thì sẽ tiêu dần, có phải không bác sĩ? Xin cho biết ý kiến, cứ lo sợ nó sẽ lớn rồi mổ. Cảm ơn bác sĩ và cô Rachel. Cái này không phải là ung thư thì không cần uống Fukudon. Cái này là bướu lành mà bác sĩ đang theo dõi. Câu hỏi trước mình trả lời là có thể làm embolism để mà chữa thay vì phải mổ. Thành ra đừng có sợ. Bác sĩ đang làm cái chuyện rất đúng, là bà nên theo dõi bác sĩ. Còn cái Fukudan là cái đó là ai muốn uống uống, ai muốn uống thì đừng uống, không sao hết cả. Yeah. Tôi cũng không nói là được hay không được, nhưng mà nếu mà sợ ung thư, về ung thư thì có lý do để uống Fukudan. Với lại cái này thì bác sĩ Liêm cũng chia sẻ rồi, có thể là bác sĩ Liêm cũng không muốn nhắc tới nhắc lui, đó là ngoài cái Fukudan, cái tác dụng nữa của aspirin mà liều thấp là 81 mg, cái công dụng nó cũng rất là tốt. Đúng rồi, có thể uống tới 200 mg, nhưng mà 81 tới 200 mg là đều tốt hết. Dạ, yeah. Mà giá thành thì nó rất là rẻ so với Fukudan. Rất rẻ, nhưng mà nó có thể gây chảy máu trong bao tử. Còn Fukudan nó không có gây chảy máu trong bao tử. Dạ. Yeah. Nhưng mà bác sĩ Liêm nói là nếu uống liều thấp và có đồ ăn trong bụng thì ok, nó hạn chế rất là nhiều cái việc chảy máu. Có loại aspirin nó gọi là Ecotrin, tức là enteric coated aspirin, để nó ra khỏi bao tử rồi nó mới tan. Thành ra ra khỏi bao tử thì không có axit nữa, thành ra không có gây chảy máu. Dạ, dạ rồi. Bác chủ muốn nhắn lại cái này để cho quý vị có thể là đi tìm hiểu thêm. Nếu mà quý vị cảm thấy rằng cái túi tiền của mình xài Fukudan không nổi, tại vì thực ra là 300-400 đô một tháng cũng bằng tiền cái chiếc xe mình mua, mình trả tiền tháng. Cái trường hợp của vị khán giả này, u đó không phải là u ác tính, không phải là ung thư, mà bác sĩ đang theo dõi cẩn thận, thì sao phải uống Fukudan làm chi? Dạ rồi. Cảm ơn bác sĩ Liêm. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Du Lịch với Tiffany. Người này là phải trả tiền cho tôi ấy nha. Trả tiền cho việc Mỹ tại quảng cáo nè. Du Lịch với Tiffany Travel hả? Có nhiều quảng cáo chích vaccine ngừa ung thư cổ tử cung, có nên chích hay không? Nếu chích vaccine có thật sự ngừa được ung thư cổ tử cung hay không? Hay là cần vệ sinh cá nhân mới là quan trọng? Xin bác sĩ Liêm cho biết nên làm gì? Mình đã nói về cái đề tài này rồi, là cái thuốc mà nâng vaccine để ngừa papilloma virus đó, là nó ngừa ung thư cổ tử cung. Nhưng mà phải trẻ tuổi thì mới chích được, còn trên 20 mấy tuổi thì không còn chích được nữa. Nhưng mà vaccine đó theo khoa học là có ngừa, thật sự ngừa được ung thư cổ tử cung. Còn vệ sinh cá nhân không có ngừa được ung thư cổ tử cung. Dạ rồi. Nhiều người đàn bà Việt Nam rất là vệ sinh,
nhưng mà bị nhiễm papilloma virus gây ra ung thư cổ tử cung, thành ra phải đi làm pap smear rồi này kia để mà chữa cho kịp thời. Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp của người tên là Hoa Sen. Kính chào bác sĩ Lim và Rachel. Mỗi năm tôi thử máu 2 lần, lần nào cũng cho kết quả là cao vitamin B12. Tôi coi trên net thì thấy cao vitamin B12 có thể là tiền đề của bệnh ung thư. Bác sĩ của tôi thì nói không sao. Tôi kính xin cao kiến của bác sĩ. Chúc bác sĩ và Rachel luôn dồi dào sức khỏe. Bác sĩ của bà nói đúng, nhưng mà vấn đề người không uống sinh tố B12 mà thử máu thì thấy sinh tố B12 cao là do bị bệnh gan. Gan có vấn đề. Cái B12 đó có thể là cao nhưng mà vẫn có thể là thiếu B12. Thành ra khi mà dùng B12 thì phải dùng cái gọi là methylcobalamin, chứ không phải chỉ là cobalamin không. Nhưng mà ông bác sĩ của bà nói đúng, không có gây ung thư gì cả. Nếu mà ung thư là vì bị hư gan thì dễ bị ung thư. Có vậy thôi. Vậy nếu mà người này nếu như không có uống B12 mà thử máu ra cao B12 thì có nên đi check về gan của mình không? Nên. Tại vì cái này bất thường đúng không? Tại vì nếu không uống thì cao B12. Mà thường thường phải đi một cái ông bác sĩ mà chuyên về cái huyết học, thử họ mới biết. Huyết học, hematologist. Công nhận bên Mỹ mình ưa có những cái bác sĩ chuyên khoa quá ha. Không biết những cái nước khác nó có là bác sĩ chuyên khoa như vậy không ta? Ở Việt Nam Cộng Hòa cũng có. Tôi hy vọng là bây giờ cũng có. Chỉ có một cái khoa mà Việt Nam không có là gọi là, mà không phải là bác sĩ y khoa, mà gọi podiatry, tức là về chân. Thì về răng thì mình có nha sĩ. Về y khoa thường thì tất cả là mình có bác sĩ y khoa. Thì về chân thì mình có chân sĩ. Nhưng mà podiatry, cái ngành đó Việt Nam chưa có. Khi tôi đề nghị là Việt Nam nên có thì có một cái người đã mắng tôi là ông ở bên Mỹ mà muốn gửi người podiatry về Việt Nam thì ông hoang tưởng rồi này kia. Có những người Việt Nam đầu óc suy nghĩ không có chính xác. Giống như là không có thoáng để mà suy nghĩ cái tầng hiểu biết tới đây. Thì bác sĩ Lim là về y khoa thì hiểu đến đây nên chia sẻ, thì cái người mà ở dưới đây nó không thể nào, giống như là đi xe đạp riết là không thể nào có máy bay. Theo tôi thì người Việt Nam ở Việt Nam cũng nên được có cái trình độ săn sóc y tế giống như người Việt Nam ở khắp mọi nơi. Thành ra nếu mà có bị gì thiếu sót thì trách nhiệm là của chính phủ Việt Nam Cộng sản, họ có trách nhiệm. Mình phải nêu ra cho họ biết, mà nếu họ sửa thì tốt cho người Việt Nam mình, có gì đâu. Còn những cái vụ mà gắt gỏng thấy vô lý tào lao xịt bộ, tôi để ngoài tai. Với lại là những nước khác không biết là họ có cái môn hậu môn học cho bác sĩ Lim chia sẻ trong video trước không ta? Có proctology và colorectal surgery là trường y khoa nào cũng có cái môn đó, thì hồi xưa ở Việt Nam cũng có rồi. Là hồi xưa cũng đã có rồi cho nên nó cũng phổ biến lắm. Ít người học, nhưng mà cái môn đó cũng khó luôn, nhưng phải dễ. Không những trị mạch lương mà còn ung thư, bướu lành, bướu độc. Rồi nhiều người không dùng cái hậu môn như là thượng đế muốn mình dùng, là để thải uế từ ruột ra, mà dùng cái đó để làm sinh làm tình, nó bị bệnh tùm lum ở trong đó. Cái đó là lạm dụng. Lạm dụng thì dễ bị phạt. Nhưng mà trên phương diện của một bác sĩ y khoa thì mình phải tận tâm săn sóc cho họ, và muốn mà săn sóc cho đúng thì phải có kiến thức và có nghề nghiệp. Những cái bác sĩ mà chuyên về colorectal surgery hay là proctologist hay là hậu môn học gì đó là những bác sĩ chuyên về những đó, mình phải kính trọng họ chứ. Không, nhờ bác sĩ Lim nói cái đó thì Rachel cũng muốn chia sẻ thêm cái này ngắn thôi là con nhỏ em gái Rachel nurse practitioner thì nó đi đi take care bệnh nhân, thì nó cũng có chia sẻ là có một số những người bệnh nhân khi mà trẻ là đồng tính luyến ái thì sử dụng cái lỗ đó nhiều quá, thì bây giờ tới già nó bị open luôn, cho nên là khi mà chăm sóc là thấy rõ là like it's open, sometimes có mấy cái đồ bên trong nó lòi ra nữa thì rất là nguy hiểm. Đúng là lạm dụng. Giống như muscle nó bị hư luôn bác sĩ Lim hả? Đúng rồi, bị tê liệt, nới rộng ra nhiều quá. Mà thí dụ mà nó mở ra mà nó không teo lại được thì có dễ bị nhiễm trùng bên trong không ta? Dễ bị đủ thứ hết.
Hồi xưa ở ở Huế có cái câu của người Huế hay nói là sướng lỗ khu su con mắt. Ừ, Lỗ lỗ khu khu là gì? là tiếng Huế là lỗ đít, À, dạ. à, và su con mắt là con mắt bị lõm sâu, tức là làm tầm bậy sau đó rồi sau sau đó bị khổ đến độ sâu con mắt luôn. Dạ, Lỗ cái đó khu đúng. su thì cái đó Dạ. đúng, À, thành ra nhưng mà là có nguyên cái câu thành ngữ luôn là như vậy. có thằng câu đó ở Dạ. Huế tôi mới nghe, vô vô Sài Gòn thì không có nghe, vô vô miền Nam thì đâu có nghe, nhưng mà ở Huế thì có nghe, nghe hoài. Chắc có thể là ở Huế ngày xưa người ta sử dụng cái đó nhiều hay sao mà có câu đó ta? Không Không biết, nhưng mà tại vì nó luôn vần đó. đúng rồi, nghe nó hay hay luôn ta. Hay hay là người ta nói vậy. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm. À, một cái câu hỏi cuối của vị khán giả tên là Alexi. Rachel ơi, nhờ em chuyển giúp chị cái câu hỏi đến bác sĩ. Cứ 1,2 tháng thì tình trạng này xảy ra với chị. Một là tự nhiên chị cảm thấy rất là đói, giống như người bị người lả đi và đói khát, rồi tay bắt đầu run lên nhưng không nặng, mặc dù chị vừa mới ăn xong. Hai, chị hay bị chuột rút nhưng không phải ở bắp chân mà lại ở cơ bụng, ở lưng và ở bàn tay, rất là khó chịu. Chị năm nay gần 60 tuổi rồi, cảm ơn em. Bổ sung thêm là chị đi bác sĩ định kỳ, họ cho chị uống thuốc vitamin D 1 tuần, potassium 1 ngày, thuốc loãng xương 1 tuần. Họ đã biểu chị ngưng uống thuốc huyết áp Emlodipine 2,5 mg. Bác sĩ gia đình send chị tới bác sĩ thận, nhưng bác sĩ thận cho chị thuốc spironolactone 50 mg và cho hẹn gặp lại bác sĩ thận đến 1 năm sau. Chị hoang mang quá, nhờ em hỏi giùm. Thanks a lot bé. Ok, bác sĩ gia đình mà cho thuốc potassium, mà bác sĩ thận cho thuốc spironolactone, tức là bà này bị potassium thấp, mà potassium thấp thì có thể làm những cái bắp thịt nó bị vọt bẻ như vậy, mà bà có thể là bị thiếu vitamin D, thành nên bác sĩ cho vitamin D. Bây giờ đã uống cái spironolactone rồi thì không cần phải uống potassium nữa, tại vì spironolactone nó sẽ làm cái potassium nó lên, nhưng mà có thể uống magnesium cũng bớt cái chuột rút. Thành ra cái đó là bà nên uống spironolactone và một tí magnesium với lại cái vitamin D của ông bác sĩ ông cho. Còn cái mà vừa mới ăn xong mà tay chân đỡ bủn rủn đồ này kia đó, rồi như bị đói rồi rồi kia đó, là tại vì bà bị gọi là reactive hypoglycemia, tức là cái lượng insulin của bà cao quá, thành ra nó làm cho thấp đường mặc dù vừa mới ăn xong. Thành ra nếu mà bà ở Mỹ thì nên đi bác sĩ về endocrinologist và họ có thể thử máu cái lượng đường à, lượng insulin của bà. Nếu mà lượng insulin của bà cao thì bà phải được chữa trị đúng đúng đắn hơn, điều chỉnh cách ăn cho đúng hơn. Cái mà bà vừa tả đó có thể là immediate dumping syndrome nữa, có nhiều vấn đề lắm. Cái câu hỏi thứ nhất đó là bà bị reactive hypoglycemia, mà cũng có thể là intermediate dumping syndrome. Nên đi bác sĩ để thử. Bác sĩ mà không phải bác sĩ gia đình, bác sĩ về endocrinology, bác sĩ về nội tiết, tiểu đường. Mai mốt mình có thể làm những cái chương trình là intermediate dumping syndrome được không? Dumping syndrome này nó có hai loại, delay và intermediate. Mình có thể làm một cái chương trình về dumping syndrome. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm rất là nhiều. Không biết là quý vị còn những cái câu hỏi gì nữa hay không thì quý vị để lại bình luận dưới đây nha. Nhưng mà thật ra là hiện tại chúng tôi cũng còn rất là nhiều những cái câu hỏi, trong tương lai sẽ trả lời tiếp cho quý vị. Tại 1 tuần thì cái thời giờ của bác sĩ Liêm chỉ có thể thâu chừng 4 video thôi, thì mọi người cũng thông cảm. Nhưng mà cho biết là bác sĩ Liêm cũng đọc bình luận rất là nhiều của quý vị để mà cố gắng trả lời cho quý vị. Cho nên là những ai mà chưa thấy câu hỏi của mình chưa trả lời thì có thể sắp tới sẽ được trả lời. Còn nếu chờ lâu quá mà chưa thấy trả lời thì để lại dưới đây tiếp nha. Còn bây giờ thì không biết còn gì bác sĩ Liêm cộng thêm trước khi mà chúng ta chấm dứt không ạ? À? Có nhiều vị khán giả cứ viết khơi khơi là câu hỏi của tôi vẫn chưa được trả lời, nhưng mà tôi đằng sau có thể tìm lại, hay là Rachel có thể tìm lại coi thì câu hỏi đó là lúc nào ở đâu, bây giờ mình không có thể làm được. Thành ra nếu mà muốn hỏi lại viết lại cái câu hỏi Dạ đúng rồi. thay vì chỉ nói khơi khơi như Dạ đúng rồi. Vâng, cảm vậy. ơn bác sĩ Liêm. À, chúc bác Đấy. sĩ Liêm ngày vui vẻ và bình an. Xin hẹn gặp lại trong những video sau. Ok.
Cảm ơn Rachel, kính chào. Dạ, xin chào.